Thưa quý vị, ghi dấu 30 năm thành lập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn 8 công trình để triển khai xây dựng, trong đó 6 công trình dự kiến hoàn thành và 2 công trình dự kiến khởi công đúng thời điểm tổ chức sự kiện trọng đại kỷ niệm thành lập tỉnh ngày 12 tháng 8 năm 2021. Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư khiến sự kiện thành lập tỉnh bị gián đoạn và điều chỉnh dời đến ngày 18 tháng 12 năm 2021. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến kế hoạch tiến độ triển khai các công trình. Theo đó, có 4 công trình hoàn thành và khởi công vào thời điểm 18 tháng 12. Công trình công viên Bà Rịa giai đoạn 2 nằm trong số này. Công trình công viên Bà Rịa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt ngày 30 tháng 10 năm 2013 trên diện tích gần 44 hectare, tổng mức đầu tư 714,3 tỷ đồng. Giai đoạn 1, công viên xây dựng trên diện tích gần 13 hectare gồm các hạng mục, quảng trường, sức chứa hơn 20.000 người. Đường diễu hành dài 430m nối từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Trần Huy Liệu, hai bãi đậu xe trước quảng trường dọc đường Điện Biên Phủ, cây xanh kết hợp thảm cỏ, một phần hạ tầng kỹ thuật phục vụ quảng trường. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 218 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 79 tỷ đồng. Sau khoảng 3 năm thi công, giai đoạn 1 của công viên Bà Rịa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 2019, trở thành điểm vui chơi giải trí của người dân địa phương, điểm tổ chức những sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Đây là một cái công trình là đối với nhân dân là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tôi rất là tự hào. Mà tôi nghĩ rằng cái công trình này là gần đây chừng khoảng 2-3 tháng và sang năm sau cây cối rồi các cái hạng mục công trình sẽ hoàn chỉnh thì tôi thấy là tạo điều kiện cho nhân dân là để cải thiện được là cái văn hóa xã hội. Giai đoạn 2 của công viên Bà Rịa triển khai trên 31 hectare với các hạng mục khu cây xanh kết hợp thảm cỏ, đồi nhân tạo, hồ phun nước, hạ tầng cấp thoát nước, giao thông. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 495 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 267 tỷ đồng. Để triển khai công trình nhiều ý nghĩa này, các cấp các ngành thành phố Bà Rịa và phường Phước Nguyên, địa bàn triển khai công trình đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giao mặt bằng. Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 7 năm 2021, phần giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Chủ đầu tư đơn vị thi công đã nỗ lực huy động nguồn lực, phương tiện thi công ngày đêm và cả ngày nghỉ để kịp bù đắp tiến độ trong thời gian tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa bị giãn cách do dịch Covid-19 bùng phát kéo dài gần 3 tháng. Đến nay, công trình đã đạt tiến độ theo kế hoạch, sẵn sàng khánh thành vào ngày 16 tháng 12. Thành phố Bà Rịa đã tập trung nỗ lực cùng với các ngành cấp của tỉnh, cũng như hỗ trợ của địa phương và các đơn vị thi công đã có những chi tiết cụ thể để lên phương án để xây dựng công trình này đảm bảo theo đúng tiến độ để chào mừng kỷ niệm 3 năm lập tỉnh. Đến hôm nay, thành phố Bà Rịa đã chuẩn bị khánh thành, đưa cái công viên Bà Rịa đi vào hoạt động. Đây là một cái nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và chính quyền tỉnh nói chung, của thành phố Bà Rịa nói riêng, và trong đó có sự đóng góp của cái nhân dân trên cái địa bàn mà khu của phường Phước Nguyên, trong đó có gia đình chúng tôi. Mà khi mà cái công viên này đi vào hoạt động thì chúng tôi thấy đây là một trong những cái là chủ trương rất hợp lòng dân của lãnh đạo tỉnh. Công viên Bà Rịa hoàn thành giai đoạn 2, khu sinh thái với hệ thực vật đặc trưng của địa phương đã hiện hữu, tạo thắm thực vật đa sắc màu cho đô thị Bà Rịa, cũng là điểm nhấn quan trọng cho diện mạo một đô thị văn hóa trung tâm của Bà Rịa Vũng Tàu. Công trình cũng giúp Bà Rịa vươn tầm đô thị loại 1 theo hướng đô thị sinh thái.